Hello, xin mến chào toàn thể các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với cả kênh YouTube Cu Bờm TV. Hôm nay trong cái clip này thì em xin giới thiệu và báo giá đến toàn thể các bác tất cả những cái dòng sản phẩm của Hucan các bác nhé. Đấy, dòng sản phẩm của Hucan thì bên em có rất nhiều các cái sản phẩm, ví dụ như là máy rửa xe này, máy khoan điện này, máy khoan pin này. Rồi rất nhiều các mặt hàng khác, kể cả những cái dòng máy 5 tia đấy của Hucan thì cũng hiện tại bên em sẽ chuẩn bị trong thời gian tới là bên em sẽ về hết nhé. Những cái mẫu Hucan chẳng hạn như chuyên vít này, Hucan đầu 13 ly thì trong thời gian tới là sẽ về. Và xin khẳng định với các bác là bên em là một trong những cái đầu mối về hàng của Hucan sớm nhất, và ở trong cái khu vực tỉnh Hà Nam thì chỉ có duy nhất em phân phối cái mặt hàng của Hucan thôi anh em nhé. Đấy, thì các cái mặt hàng của Hucan này thì hiện tại như ở trong cái clip này thì em xin phép giới thiệu đến toàn thể các bác những cái mẫu khoan của Hucan thôi anh em nhé. Còn những cái máy chẳng hạn như máy rửa xe này nó to hơn đấy, hoặc những cái máy 5 tia đấy, rồi những cái máy khác thì nó to thì em sẽ không làm chung được với clip ở đây, em sẽ làm riêng ra. Đấy, còn ở đây thì em xin giới thiệu đến toàn thể các bác những cái mẫu dòng khoan của Hucan. Đấy các bác nhé, dòng khoan của Hucan. Đây thì trước tiên các bác đây, đây cái máy đầu tiên, đây là cái con khoan Hucan. Hucan là con này là con khoan 3 chức năng, khoan chạy điện các bác nhé. Đấy, khoan chạy điện của Hucan. Đấy, con này thì đã có cái clip em mở hộp rồi. Đấy, dòng sản phẩm này là con Hucan này thì nó có công suất là 1050W và mã là HK2603. Đấy, con này bộ sản phẩm sẽ gồm có đầy đủ hộp hiếc, phụ kiện đầy đủ và sẽ tặng kèm 6 mũi như hình, 5 mũi như hình cộng thêm với cả một đôi than chính hãng. Đấy, đi kèm theo máy nhé. Toàn bộ tất cả những phụ kiện này thì bên em hoàn toàn là gửi tặng cho các bác, chứ bên em không hề bớt xén bất kỳ một cái sản phẩm nào. Đấy, không giống như một số shop là người ta bán hàng, người ta sẽ bỏ ba cái mũi khoan kia ra, người ta chỉ tặng 2 mũi thôi. Đấy, nhưng mà bên em là toàn bộ phụ kiện như thế nào thì bên em sẽ tặng nguyên cho các bác như thế. Đấy, và cái đặc điểm nhận biết của cái con khoan Hucan hàng chính hãng này thì trước tiên là nó sẽ là màu vàng. Đấy, màu vàng nhá. Đấy, Hucan màu vàng và có cái đầu con sư tử ở đây này. Đấy, cái hình có đầu con sư tử. Con này là dòng 3 chức năng. Đấy, rất chi là đẹp. Đấy, rất chi là khỏe. Đấy, đã có clip em test thử rồi cho các bác nhá. Đấy, hôm nay thì em sẽ xin báo giá trực tiếp đến toàn thể các bác những cái mẫu sản phẩm này. Đấy, thì riêng đối với con Hucan điện, con này chạy điện này, công suất 1050W là hiện tại bên em đang sell cho các bác với một mức giá là 1.100.000 các bác nhé. Đấy, em đang sell là 1.100.000 đến toàn thể các bác này. Đấy, và tiếp theo đây là mẫu Hucan X2. Đấy, đây là mẫu Hucan X2. Đấy, cái mẫu Hucan X2 này thì nó có đầy đủ phụ kiện là gồm có 2 pin, 1 sạc và thân máy này. Đây là Hucan X2 có phụ kiện. Đấy, tặng cho các bác là đầy đủ phụ kiện như thế này. Phụ kiện 24 món như thế này. Đấy, còn cái mẫu Hucan X2 không có phụ kiện thì em sẽ tặng thêm cho các bác. Đấy, mẫu Hucan X2 không có phụ kiện nhé, thì em sẽ tặng thêm cho các bác một đầu chuyển sang chuyên vít và một mũi bắn tôn, một mũi bắn vít nữa các bác nhé. Đấy, giá của con Hucan X2 có phụ kiện là 1.500.000. Đấy, giá sale 1.500.000 bao ship đến tận nhà cho các bác. Còn cái mẫu Hucan X2 mà không có phụ kiện nhé, không có phụ kiện này, thì giá là 1.300.000 bao ship đến tận nhà cho các bác. Đấy, đấy các bác xem clip thì các bác sẽ nắm được giá nhé. Và đây tiếp theo là mẫu Hucan X1 Pro. Đấy, mẫu Hucan X1 Pro thì nó sẽ ưu ái hơn là một khối pin châu 15 cell và một khối pin 10 cell các bác nhé. Thì với cái con Hucan X1 này, đấy, thì con này thì nó sở hữu cái lực siết lên tới là 330 newton. Nó yếu hơn con Hucan X2 một chút. Đấy, con Hucan X2 thì nó sẽ khỏe hơn con Hucan X1. Đấy, nhưng mà bù lại con Hucan X1 thì nó sẽ có là một cục pin châu 15 cell. Đấy, nói chung thì mỗi con nó có một cái điểm cộng riêng. Đấy, và anh em nào mua con Hucan X1
hoặc Hukan X2 thì em sẽ đều tặng thêm cho anh em một cái đầu chuyển sang chuyên vít này, một đầu bắn tôn, một đầu bắn vít nữa cho anh em nhé. Giá là 1.300.000, em bao ship về đến tận nhà cho anh em đấy. Và tiếp theo cũng là một cái dòng Hukan sử dụng động cơ không chổi than, có đầy đủ phụ kiện 24 món ở đây cho anh em này đấy nhá. Đây là con Hukan pin 4 cell, rất chi là khỏe đấy. Đã có cái clip em test chi tiết trên cái u dày 5-6, 5-7 ly của em rồi đấy, bắn rất chi là ngọt anh em nhé, bắn rất chi là ngọt. Và con này thì sạc là sạc cốc luôn, sạc bàn luôn, sạc đế luôn đấy. Và có phụ kiện 24 món như này đi kèm anh em nhé, phụ kiện 24 món như này đi kèm rất chi là tiện dụng. Và phụ kiện này là phụ kiện chất anh em nhé, không phải là phụ kiện giống như con Makita hoặc con Dewat đấy. Đấy thì trong tương lai thì em khẳng định với các bác là cái mẫu động cơ không chổi than này nó sẽ dần dần thay thế những cái mẫu động cơ có chổi than trong dòng phân khúc gia đình nhé. Dòng phân khúc gọi là các bác thợ làm việc nhẹ nhàng, chẳng hạn như là tủ nhựa nhôm kính trần vách thạch cao đấy, hoặc các bác dùng gia đình đấy, thì các bác nên lựa chọn con này, là một cái lựa chọn cực kỳ sáng suốt. Giá thì nó là 750.000, em bao ship về tận nhà cho các bác nhé. Động cơ không chổi than cực kỳ mạnh mẽ đấy, cực kỳ khỏe nhé. Đấy đấy thì đây là toàn bộ 4 cái sản phẩm máy khoan của Hukan, mang thương hiệu Hukan mà bên em trực tiếp phân phối ở khu vực thị trường Hà Nam. Đấy thì anh em nào có nhu cầu về sản phẩm, anh em nào muốn lấy xỉ, anh em nào muốn mua lẻ, anh em cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0982 826 628, hoặc một số phụ của em đó là 0929 826 628. Đấy thì bên em xỉ lẻ tất cả các mặt hàng của Hukan. Đấy ngoài ra thì bên em còn phân phối tất cả những cái dòng máy khoan pin của Makita, Dewat, Hitachi, rồi Milwaukee. Đấy rất nhiều các cái dòng sản phẩm khác nữa nhé. Thiết bị điện, sử dụng điện, dụng cụ cầm tay là bên em phân phối hết nhé. Đấy anh em nào có nhu cầu thì cứ tham khảo qua kênh YouTube Cu Bờm TV hoặc là qua Zalo, số điện thoại của em. Đấy, em vừa mới thông báo ở trên và em sẽ để luôn trên màn hình để cho anh em tiện theo dõi nhé. Vâng, một lần nữa em xin chào và cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm, yêu mến, ủng hộ kênh Cu Bờm TV trong suốt thời gian qua. Đấy, một lần nữa em xin kính chào và chúc các bác có nhiều sức khỏe, có nhiều thành công trong công việc cũng như là trong cuộc sống nhé. Vâng, em hẹn gặp lại các bác ở các clip lần sau nhé. Các bác xem clip thấy hay, thấy bổ ích thì các bác nhớ đăng ký kênh Cu Bờm TV ủng hộ cho em nhé. Vâng, xin chào.